Ladies and gentlemen, welcome on board HMUH Flight DUOC. Xin quý khách vui lòng thực hiện tốt 5K, giữ trật tự và bật mắt follow để tận hưởng chuyến bay này. Hãy đến với khoa dược này, khoa dược. Hãy cất tiếng ca khoa dược mê say. Hey. Cô Hương hiện vui ca khoa rộn ràng. Ra đây. Xếp kinh nghiêm khắc, xếp thí dịu dàng. Hãy đến khoa dược nào. Hãy đi phát thuốc cho đời thêm vui. Vài ba kiện dịch cũng chẳng làm khó. Hãy đến với khoa hâm nào. Ở đây có nhiều thuốc, ta chuyển đi khắp mọi nơi. Rồi ta lên tầng trên qua nhiều nơi rất đẹp tươi. Và đây ba chị em luôn tận tâm và hồn nhiên. Nơi đây bao cô xinh tươi luôn 5K. Sẽ có những lúc trái tim hơi buồn. Khoa dược của chúng ta thì cũng không có nhiều những cá nhân xuất sắc, nhưng mà khoa dược là một cái tập thể rất mạnh về cái sự đoàn kết, cái sự gắn bó, cũng như là cái chúng ta cùng chung tay để hoàn thành các cái công việc. Thì tôi rất mong muốn cái điều đấy ở trong khoa.